Những cái buổi tiệc ban đêm nè, thì những cái buổi tiệc đó thì mình sẽ trang điểm đậm hơn thôi. Còn nếu mà thường ngày mình đi làm công việc hay là mình đi chơi nhẹ nhàng thì lúc nào mình cũng tươi tắn, trẻ trung hơn. Và bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất, đó là sự xuất hiện của nhân vật của chúng ta sau phần biến thân. Thì bây giờ Bông biết rằng là ở đây có một người cũng rất là nóng lòng muốn được gặp nhân vật của chúng ta, đó là chính là chồng của Hương. Rồi anh Thắng ơi, hiện giờ cảm xúc của anh như thế nào? Nói chung là nó hơi hồi hộp, không biết là vợ mình nó thay đổi như thế nào. Còn quen chưa cưới á, thì Hương cũng chăm sóc, nhưng mà từ khi có con cái là thấy Hương chăm lo con nhiều hơn, còn chăm sóc cho bản thân mình thì hơi bị bỏ bê. Đúng rồi, không chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ thì em sẽ gọi Hương ra nha. Thiên Hương là nhân vật của chương trình tuần này. Hiện tại cô đã kết hôn và có một cậu con trai vừa tròn 1 tuổi. Ngoài việc chăm sóc gia đình, cô cùng chồng phát triển cơ sở cho thuê phục trang tại quận Phú Nhuận. Trong buổi phỏng vấn trước đó, Thiên Hương chia sẻ cô luôn bị bạn bè và chồng chê là trẻ con bởi phong cách thời trang của mình. Hãy cùng stylist Bông Chuẩn trò chuyện với cô ấy ngay bây giờ. Em không có chọn nghề, mà tại vì chồng em là biên đạo, biên đạo múa, nên là em phụ chồng em phát triển lên thôi, đúng không? Em và chồng em quen nhau cũng tầm cỡ 2 tháng, 2 tháng rồi mới quyết định cưới. 2 tháng là rất nhanh, nó vừa gặp nhau xong là tại sao lại quyết định cưới sớm như thế? Tại chồng em cũng lớn, cũng 30 mấy tuổi rồi, và em thì cũng gần 25-26 tuổi rồi, thì ba mẹ cứ kêu là mày đừng quen lâu, tao thấy mày quen mày hay gãy gánh giữa đường lắm. Nên là quen được 2 tháng thì hai đứa quyết định cưới. Cái tại người em nó nhỏ con á, nên là em mặc đồ cũng giống như học sinh vậy, nít vậy đó. Chồng em sẽ là design cho em. Có một đợt gần sắp cưới, ảnh gom hết một đống đồ của em, ảnh tiễn lên đường hết, dẫn em đi mua đồ, mua mới lại nguyên một tủ đồ luôn theo cái phong cách của ảnh. Thì ảnh nói là những cái đó em cần khắc phục, là bây giờ em đã có gia đình rồi thì em phải trưởng thành hơn. Ảnh là người ngoài, ảnh nhìn vô ảnh thấy em đẹp thì em cũng nghĩ là người khác nhìn vào em, họ cũng sẽ nghĩ là em đẹp hơn. Em tôn trọng cái sự lựa chọn của anh. Anh không mất thẩm mỹ hơn em. Vậy là em thích đúng không? Em thích đúng không? Người đàn ông lúc nào họ cũng đi ra đường, họ thấy là người phụ nữ khác đẹp hơn vợ mình, thì họ sẽ về nhà, họ thấy thấy mình không xề xòa quá, thì họ cũng sẽ có cái sự so sánh. Nên là em thông qua chương trình này, em cũng muốn nhìn lại cái bản thân mình lại một chút xíu để xem là mình đã thay đổi như thế nào trong 2 năm qua. Từ trước đến giờ á, cái người thay đổi em là chồng em, đúng không? Thì bây giờ cơ hội này nó giống như là một cái món quà để dành tặng cho anh, tức là một cái sự thay đổi hoàn toàn không phải đến từ anh mà là hoàn toàn từ em, đúng không? Chị cũng hy vọng rằng là ekip của chương trình có thể giúp em trong khoản này để làm chồng em bất ngờ một lần chơi lớn, đúng không? Cho tiền xem chồng mình có chồng trồ không, đúng không? Em may mắn là khi mà em sanh xong á, là tại người của em nó không bị mập, không bị tròn hơn, nó trở lại như bình thường. Đi tiệc thì ảnh sẽ chọn những bộ đồ những màu như là màu đỏ, xanh lá, xanh dương lên sân khấu rồi đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì nhiều khi em cũng vui cùng bạn bè, cũng hay lên sân khấu hát. Chị thấy là ở đây cũng có nhiều những cái đạo cụ rất là màu sắc, bởi vì là trên sân khấu thì ánh sáng, ánh đèn nó khác giống như bình thường, đúng không? Có bao giờ mặc trái ý chồng không? Có chứ. Tại vì có khi nhiều khi đi gấp quá, anh kêu thôi mặc đồ này cho đẹp, thôi đi đại đi, mặc đại đi, đi ra đường tí rồi về, đi ra đường mặc đồ vậy người ta nhìn người ta chê đáng chịu nha chứ. Tức là rất chú trọng về hình thức luôn. Hiện tại thì em không làm gì hết đối với khuôn mặt của em, đối với body của em. Trước đây á, thì là chưa có chồng, chưa có con á, thì mình chú trọng về cái đó để mình kiếm chồng. Giờ có rồi bỏ bê luôn. Trời nhưng ơi. Mà bây giờ thì hiện tại là em thật sự mình nói là nó không có thời gian. Sáng là con, rồi quét dọn nhà cửa rồi này. Trưa chiều vẫn là con, rồi bắt đầu là dọn dẹp nhà cửa, rồi ăn uống của chồng con, rồi bắt đầu tới tối, rồi bắt đầu là mệt. Mệt nhoài người, mình cũng chả có quan tâm đến mình như thế nào. Tới bây giờ gương em cũng nhiều khi em muốn làm soi nữa.
khi nào mà đi tiệc tùng mới mở cái gương ra mới nhìn lại rồi trang điểm lên thấy đẹp rồi thôi, chứ bình thường chả muốn nhìn như gương. Thực ra thì cái này nó là một cái vấn đề chung của chị em phụ nữ khi mà mang bầu và sinh con đúng không? Tức là mình tự nhiên mình cảm thấy là mình mập lên này, xong rồi có người thì già đi này, và dành quá nhiều thời gian cho con cái. Bây giờ tự nhiên mình không chăm sóc mình nữa, mình thấy mình không đẹp nữa. Mà lúc mình không đẹp nữa thì mình sẽ bị mất cái sự tự tin của mình. Đó là cái lý do vì sao mà em không hay soi gương nữa. Bởi vì cái thời con gái rất hay soi gương đúng không? Thế thì em có nghĩ rằng là nếu như mình không muốn nhìn thấy mình như thế thì chồng em sẽ như thế nào không? Thì em cũng có suy nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng mà hiện tại thì đối với em lúc nào cũng suy nghĩ là thôi để con một tuổi đi rồi mình sẽ nhìn lại bản thân mình và chăm sóc lại sau. Chứ bây giờ hiện tại là nó cần mình hơn. Tôi thà mình chịu xấu một xíu hoặc là bị người ta nói cỡ tầm 1-2 năm thôi, thì tới năm thứ ba thì mình cũng sẽ có cái sự thay đổi khác thôi. Khi tham gia chương trình này thì em cũng mong rằng là em có cái thể sắp xếp cái thời gian vừa chăm con, vừa gia đình, vừa chăm sóc bản thân của em nữa. Chị cũng hy vọng là em có thể dành thời gian để làm từng đó việc. Mình cũng là phụ nữ, mình cũng có thể hiểu và thông cảm cho nhau. Tuy nhiên là khi mà bản thân mình đẹp ấy, tự nhiên mình cũng thấy vui à. Cho nên là đó là lý do vì sao mà ekip của chương trình rất là muốn có cái cơ hội này để giúp đỡ em trong cái việc làm đẹp hơn. Những cái bộ đồ mà em nói rằng là bạn bè em chê là trẻ con á, là chị muốn xem qua những cái bộ đồ đó để mình có thể định hình được lại xem cái như thế nào thì nó sẽ phù hợp với em ha. Rồi ok, mình đi ha. Nửa này á là đồ của em, đồ nít của em. Đồ nít hả? Còn nửa đây á là gọi là cái kho thời trang của chồng em. À, chị thử xem ha. Trời ơi. Chị thấy dưới đây nó còn mạt luôn nè. Đó, trời ơi, thấy không? Em còn mạt luôn, em chưa đụng tới. Nhưng mà thực sự ra là chị thấy là cái cách mà anh chọn đồ cho em giống như là anh đang biến em thành một nàng công chúa vậy đó, đúng không? Với lại em nghĩ là ảnh bệnh nghề nghiệp. Ảnh bệnh nghề nghiệp hay sao á? Lựa đồ cho em lúc nào cũng lấp la lấp lánh. Đó, nói đến lấp lánh nè, thấy chưa? Có ngay một chiếc đầm rất lấp lánh. Không có thì cũng không tốt, nhưng mà có nhiều quá mà không xài thì cũng không phải là tốt đâu nha. Thì ảnh nghĩ là ảnh sẽ dẫn em đi tiệc. Nhưng khi mà em có bầu rồi, cái bụng em chành hoành như vậy là đâu có dịp nữa đâu để mà. Rồi ok, chị sẽ xem thử những cái lựa chọn của em ha. Các bạn của em nhận xét về em không oan một chút nào đâu nha Hương. Đương nhiên là mình không bao giờ mình muốn mình già đi, nhưng mà chí ít là nó cũng phải phù hợp. Thứ nhất là tiện lợi thoải mái, thứ hai là phù hợp độ tuổi, thứ ba là màu sắc, và thứ tư là phải phù hợp với cả cá tính cũng như là về cái ngoại hình của em nữa. Nhỏ xíu này chắc mình mặc được lọt nửa người của mình vào. Đây. Ôi trời ơi. Cái này em đi ra đường chồng em kêu là anh không biết là anh chở học sinh đi học hay là anh chở vợ anh nữa. Đã thế anh lại còn lớn hơn Hương nhiều tuổi đúng không? Đó, nó không xấu, chị không nói là nó xấu, nhưng mà nó không phù hợp. Thì bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến một cái cửa hàng thời trang, để ở đó chị sẽ xem là cái phong cách nào hay là những cái kiểu dáng nào, màu sắc nào nó sẽ phù hợp với em nhá. Em sẵn sàng đi chưa? Dạ rồi chị. Rồi ok, mình đi luôn ha. Thương hiệu thời trang cao cấp Cashew với mục tiêu chiếm trọn trái tim của các quý bà quý cô từ độ tuổi 20 đến 50. Cashew không chỉ cung cấp các sản phẩm mang phong cách ấn tượng, thiết kế độc đáo, mà còn giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Tại đây, sự lựa chọn nào sẽ phù hợp với thiên hướng? Rất nhiều điểm nhấn là những chiếc nơ rất đáng yêu. Bộ này thì em chọn cho em, còn bộ này thì theo phong cách của chồng em. À, với cái váy mà em đang mặc thì có một đôi giày cao gót màu kem hoặc là màu bạc thì nó sẽ làm nổi lên cái chiều cao của em hơn. Chất liệu thì chị đồng ý với cái việc em chọn chất liệu này ha, bởi vì nó làm cho em khá là chững chạc, mặc dù nó dễ thương nhưng việc mà nó có cái ánh bạc như thế này này thì nó sẽ làm cho em vừa dễ thương mà lại có phần là không bị trẻ quá. Và có một cái mà lúc nãy chị có định nói với em á, nhưng mà bởi vì là chị quên mất là cái tỷ lệ cơ thể của em so với cái phần đầu của mình á, thì cái đầu của mình to hơn tỷ lệ cơ thể.
Cho nên là khi mà mình lựa chọn trang phục á, tức là ví dụ ôm sát thì phải có điểm nhấn ở vai này, hay là ở phần bèo ở dưới chân, ví dụ như là một cái váy peplum chẳng hạn, là mình không nên chọn một cái mà ôm sát từ trên xuống dưới hoặc là suông hết từ trên xuống dưới. Thì đây là lựa chọn của Hương. Và sau tiếp sau đây thì sẽ là lựa chọn của Bông dành cho Hương. Xem là với hình ảnh tiếp theo của em thì sẽ như thế nào, và trong mắt chồng em thì sẽ thay đổi ra sao. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái đã có con rồi, nhưng mà bởi vì bình thường cô ấy rất là hay mặc những cái trang phục mà quá trẻ con, cho nên là bây giờ mình sẽ thử cân bằng giữa sự lựa chọn của chồng cô ấy và sự lựa chọn của cô ấy. Tạm thời không tiết lộ trang phục mà stylist Bông Chuẩn đã lựa chọn. Hãy cùng cả hai đến với một salon tóc quen thuộc nhé. Một trang phục đẹp luôn không thể thiếu một mái tóc đẹp. Đồng hành cùng nhân vật của chương trình tuần này là Hitomi Beauty Salon. Hãy cùng chờ xem các chuyên gia sẽ thay đổi diện mạo chỉ ngọc như thế nào. Về kiểu tóc của chị á, em sẽ cắt cho chị nó sẽ có một ít layer lên để nhìn tóc của mình nó sẽ bồng bềnh hơn. Vì gương mặt của chị thì sẽ hợp với lại tóc dài hơn là tóc ngắn. Về nhà thì chị chịu khó, giống như là mình sẽ cuốn ống lô nè, hoặc là chị có thể mua những cái cặp tai chấu là đơn giản nhất. Mình chỉ cần cuộn lên thôi, cặp lại, khi mình tháo ra thì tóc của mình nó sẽ bung tự nhiên. Nên nâng tông lên ít nhất khoảng 2 đến 3 tông để cho nhìn gương mặt của mình nó sáng hơn ha. Nếu mà tóc của mình bị rụng nhiều, mình có thể chăm sóc thêm những serum hoặc là tinh chất để dưỡng cho da đầu. Da của chị là cơ bản là đã, da mặt cũng đã sáng rồi. Nên là mình chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Thường đa số mọi người mình sẽ trang điểm đậm để đi giống như những cái buổi tiệc ban đêm nè. Thì những cái buổi tiệc đó thì mình sẽ trang điểm đậm hơn thôi. Còn nếu mà thường ngày mình đi làm công việc hay là mình đi chơi nhẹ nhàng thì lúc nào mình cũng tươi tắn, trẻ trung hơn. Và bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất, đó là sự xuất hiện của nhân vật của chúng ta sau phần biến thân. Thì bây giờ Bông biết rằng là ở đây có một người cũng rất là nóng lòng muốn được gặp nhân vật của chúng ta, đó là chính là chồng của Hương. Rồi anh Thắng ơi, hiện giờ cảm xúc của anh như thế nào? Nói chung là nó hơi hồi hộp, không biết là vợ mình nó thay đổi như thế nào. Còn quen chưa cưới á, thì Hương cũng chăm sóc, nhưng mà từ khi có con cái là thấy Hương chăm lo con nhiều hơn, còn chăm sóc cho bản thân mình thì hơi bị bỏ bê. Đúng rồi, không chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ thì em sẽ gọi Hương ra nha. Con cái là món quà tuyệt vời nhất mà cặp vợ chồng nào cũng mong ước, đặc biệt là người phụ nữ. Nhưng để có được món quà này, các bà mẹ cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó điều đáng nói nhất là nhan sắc. Đây là nguyên nhân khiến mẹ sau sinh chẳng dám nhìn mình trong gương. Thiên Hương cũng không ngoại lệ. Và hôm nay, cô ấy đã thật sự tự tin. Rồi, anh Thắng có thể mở mắt ra. Sáng giờ còn sao? Sáng giờ còn sao? Sáng giờ còn sao? Rồi, xa nhau 8 tiếng đồng hồ rồi đúng không? Con đang trông mong vợ, trông mong mẹ về. Cảm xúc của anh Thắng hiện giờ như thế nào khi mà thấy Hương với diện mạo như thế này? Rất là đẹp, rất là đẹp. Giờ xinh. Xinh hả? Còn cảm xúc của Hương thì sao? Mệt ngoài người mình cũng chả có quan tâm đến mình như thế nào. Tới bây giờ gương em cũng nhiều khi em soi. Khi nào mà đi tiệc tùng mới mở cái gương ra mới nhìn lại, rồi trang điểm lên thấy đẹp rồi thôi, chứ bình thường chả muốn nhìn như gương nữa. Đám cưới á là ngày em đẹp nhất. Ừ. Ôm nhau một cái nào, ôm nhau một cái nào. Ngày hôm nay thì em thấy là ngày mà chồng em có thể thấy em được đẹp hơn sau những cái ngày mà em đã dành hết thời gian cho con cái và gia đình. Thì em cũng mong rằng sau chương trình này thì chồng em có thể
đỡ chán hơn. Tại vì em biết là ảnh không nói, nhưng mà tự bản thân mình em cũng phải biết chăm sóc để cho giữ hạnh phúc gia đình. Đúng rồi. Lần này so với lại đám cưới thì đẹp hơn. Đẹp hơn rất là nhiều. Trước giờ cái sắc đẹp của Hương là toàn là anh Thắng làm cho. Cho nên là hôm nay là muốn tự bản thân mình cho chồng bất ngờ. Thì sau chương trình hy vọng rằng là Hương sẽ luôn luôn vui vẻ cùng hạnh phúc cùng với chồng ha. Bên cạnh đấy mình còn giữ chồng nữa chứ đúng không? Bởi vì là cái sắc đẹp của mình cũng là niềm vui của chồng nữa đó. Sau khi sau sinh thì đa số là mình sẽ hay bị rụng tóc á. Ở nhà thì mình chịu khó là dưỡng thêm một ít tinh chất để chăm sóc cho da đầu. Mình sanh rồi nội tiết tốt trong cơ thể mình thay đổi rất là nhiều. Thì bổ sung dưỡng chất bên trong lẫn bên ngoài đều cần thiết. Nên là mình sẽ cố gắng chăm sóc dành cho bản thân mình một ít thời gian hơn. Buổi tối mình có thể đắp một ít mặt nạ lên để dưỡng da, cho da của mình nó căng bóng, nó tươi trẻ hơn. Cảm ơn chị. Bông có một cái phần quà đến từ thương hiệu Casio, là thương hiệu mà Hương đang mặc trên người. Thì họ có một cái voucher dành tặng cho Hương. Chúc Hương là sau này sẽ định hình phong cách rõ ràng hơn và bớt bị bạn bè chê là trẻ con đi nha. Dạ, em cảm ơn. Thì bên em cũng sẽ gửi tặng chị Hương một voucher là mình giảm 20% cho lần dịch vụ tiếp theo và một lần dưỡng phục hồi tóc. Rồi, em cảm ơn chương trình, em cảm ơn chị. Rồi để kết thúc chương trình thì có thể nào hai người hãy dành tặng cho nhau một nụ hôn ngọt ngào để kết thúc chương trình thật là tuyệt vời được không ạ? Dạ được chứ chị, lâu rồi. Đó, là cơ hội đó đúng không? Như ông cũng đã chia sẻ với tất cả quý vị khán giả, đó là đừng ngần ngại tham gia chương trình, bởi vì chương trình của chúng tôi chào đón tất cả chị em phụ nữ để đẹp hơn và để đổi đời nhé.